Hai chương trình Tổ quốc và bên cạnh đó cũng có một số những cái suất ăn của các đơn vị thì có thể thấy là rất là ấm lòng nhận được sự chia sẻ như vậy thì càng thêm cái niềm tin, thêm cái động lực để không chỉ nhân viên y tế mà lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên của thành đoàn, lực lượng chính quyền của các cấp và các anh em dân quân tự vệ nữa thì sẽ thấy được là sự quan tâm của toàn xã hội góp phần vào công tác phòng chống dịch. Nhận được cái sự quan tâm hỗ trợ từ các cái mạnh thường quân cũng như là của báo Người Lao Động thì đó là một trong những cái nguồn động viên rất là phấn khích, rất là lớn cho tập thể nhân viên y tế. Thì thay mặt cho nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xin chân thành cảm ơn các anh chị báo Người Lao Động, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành sát cánh, và điều đó cho thấy rằng là nhân viên y tế thì không có đơn độc trong cái công cuộc chống dịch này. Chương trình của Người Lao Động thì rất là ý nghĩa, đã giúp cho bệnh viện an toàn hơn và vững chắc hơn trong cái phòng tuyến chống dịch, và từ đó sẽ góp phần cho cái chiến dịch của Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid được thành công. Chương trình còn quan tâm tặng thực phẩm và vật phẩm phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn cho lực lượng bộ đội biên phòng hai tỉnh Bình Phước, Tây Ninh. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân nghèo tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An cũng được nhận những món quà đậm nghĩa tình này. Đáng chú ý, ngay ngày đầu thành phố tiến hành giãn cách xã hội, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, báo Người Lao Động kịp thời ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, số khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt với tổng trị giá 500 triệu đồng. Thông qua Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình cũng hỗ trợ chăm lo cho người lao động, công nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 số tiền 100 triệu đồng. Không chỉ tổ chức các chuyến trao hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm tận nơi, mà ngay chính trụ sở báo Người Lao Động cũng trở thành điểm hẹn đầy yêu thương. Suốt nhiều ngày, đều đặn mỗi 11 giờ trưa,
Nơi này đã tặng những phần cơm thơm ngon đầy dưỡng chất cho bất kỳ bà con nào cần, khiến nhiều người bất ngờ và xúc động. Có cái hộp cơm này cũng đỡ cho những việc ăn uống, với lại thuận tiện cho cái việc đi giao, đi làm á, những khi có ghé có cơm ăn thì chỉ ăn vui nữa. Rất là vui, rất là mình rất là cảm ơn. Có những ngày người đi đường kiếm chai nước hay là đồ ăn ăn cũng khó lắm. Rất là vui chứ. Rất vui, mình thấy tình cảm thành phố mình luôn luôn tràn đầy, rất là cảm ơn nha. Ra đời chỉ trong thời gian ngắn, song Tổ quốc cần cả nước chung tay và thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch đã đáp ứng đúng nhu cầu, mong mỏi của công chúng gần xa, nên nhận được sự đồng hành, ủng hộ sâu rộng của nhiều cá nhân, tổ chức. Đến nay, chương trình Tổ quốc cần cả nước chung tay và thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch do báo Người Lao Động phát động đã trao tặng số vật tư y tế và thực phẩm với tổng giá trị ước tính hơn 6,3 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, hai chương trình có ý nghĩa lớn lao trong việc động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu và là sự sẻ chia chí tình với nhóm người yếu thế, những người dân gặp khó khăn, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, sự chủ động, nhiệt huyết hướng về cộng đồng của những người làm báo. Có thể nói, các chương trình Tổ quốc cần cả nước chung tay và thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch đã lan tỏa thông điệp đầy tình người và năng lượng tích cực để chúng ta thêm vững tin, đoàn kết, chung lòng nhất trí vượt qua đại dịch Covid-19.